sinh viên, rồi thợ hồ, rồi đi làm việc. Rồi quán tôi nói chung là đủ bác đủ người hết. Đi làm cũng có bác, rồi đi làm việc cũng có bác, rồi về làm hồ cũng có, rồi sinh viên cũng có, tại cơ bình dân mà. Rồi khách đi đường. Dạ, khách dẫn lai đồ ha. Khách dẫn lai đi đường, đi chợ quê đồ hay ghé tôi ăn đó. Dạ. Xe du lịch 15 chỗ rồi đó. Chợ quê trên cồn Tân Thượng Đông hả? À, cồn Tân Thượng Đông á. À. Ngày bữa thứ bảy rồi vừa rồi đó, con có quay một cái video bên ẩm thực chợ quê bển đó. Dạ. Ồ cỡ này gần Tết rồi, người ta đi đông vui lắm cô ơi. Dạ. Cá chè chiên mắm gần nè cô chú anh chị. Hai hộp gì đó là 40.000. Rồi có lấy trong viên đó là 25, có đầu bự 30, còn đầu nhỏ nhỏ 25. Như cái đầu đó là nhiêu? Hả? Như cái đầu đó là nhiêu? Đầu này là 30. À, cái đầu là có một phanh bụng vậy đó hả? Có một phanh bụng luôn. Wow. Rất là to luôn nè cô chú anh chị các bạn. Cô có thể vớt nhẹ nhẹ lên cho bà con cô bác nhìn thấy. À, đó, rất là to luôn ha. Bên đây nè. Ồ, cái đầu này là bự hơn nè. Ồ, cái món cá tra kho này đắt quá ha. Cô đem về hả? Đây, đây, đây. Mới đây gần hết rồi nè. 22. Bế thêm hộp cơm đó. Chú Sơn ơi. Rồi, đây, đây. Ba gọi kho với hộp dạch nè cô chú anh chị các bạn. Ôi ôi. Hấp dẫn quá ha. Gắt tiêu lên quá hấp dẫn luôn rồi. Dạ mến chào cô chú anh chị các bạn nha. Rất vui khi được gặp lại cô chú anh chị các bạn trong một video clip tiếp theo của em. Sáng ngày hôm nay thì em đang có mặt trên con đường Phạm Hữu Lầu của thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cô chú anh chị các bạn. Thì hôm nay về đây để review cho cô chú anh chị các bạn một cái quán cơm phần có cái giá cũng rất là bình dân luôn. Ở đây là quán cơm phần bình dân tên Tuyền nè cô chú anh chị các bạn. Địa chỉ nè ha. 844 Phạm Hữu Lầu, tổ 52, khóm 5, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Thì video hôm nay em sẽ chia sẻ với cô chú anh chị các bạn thêm một quán cơm bình dân nữa. Ở đây cũng gần trường đại học Đồng Tháp đó cô chú anh chị các bạn. Để cho cô chú anh chị các bạn nào có dịp mà về đây đó, có ăn cơm phần buổi trưa đó thì ghé đây mình dùng nha. Giấc này thì cũng gần 10 giờ rồi. Các món ăn ở đây thì mấy cô với chú ở đây cũng lên món khá là đầy đủ rồi nè cô chú anh chị các bạn. Ở đây có một cái bàn cây ha. Cái bàn cây để những cái món cá chiên với đồ kho lên đây rồi nè. Ở đây có thịt chiên nè cô chú anh chị. Ở đây em thấy là cũng khá là nhiều món luôn. Cái này là gà xào sả hả chú? À đúng rồi, gà xào sả ớt. Dạ. Phía bên đây là cá biển chiên đồ ha. Ồ. Oh. Cá tra kho lạc mới nhắc ra luôn nè, còn nóng hổi luôn nè cô chú anh chị các bạn ơi, thơm phức luôn. Ồ, cái này có cá chê chiên nữa nè. Cá chê chiên mắm gừng ha. Còn cái này cái gì chú? Hả? Cái này là cá tra muối sả ớt chiên. À. Cái này là cá biển. Cô chú anh chị các bạn nhớ ủng hộ kênh của em bằng cách tặng cho em một like và một đăng ký kênh để cho em có nhiều động lực chia sẻ nhiều video với cô chú anh chị các bạn hơn nha. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Phía bên trong tủ cũng có vài món ở đó cô chú anh chị các bạn. Phía bên đây là bà cô mới đang chiên thịt nè nha. Thịt ba loại sớm. Cô chuyện ba loại sớm. Ngày chiên mấy chảo gì làm hả cô? Ba chảo, bốn chảo. Ba bốn chảo vậy hả? Dạ. Ồ, ở đây là nồi canh chua nè cô chú anh chị các bạn. Rất là to luôn nha. Cái này cá mình lấy riêng hả chú? À, cá này là cái lớp kìa. Dạ. Trong sợ nó bấy á. À, chín qua chín. Chín qua chín kìa. Chính qua chính sợ nó bấy ha. Nó bấy mình để riêng cái là đây trong nồi súp là có như mình giữ cái độ nóng đó. À, này là hai cái nồi cơm ha. Hai nồi cơm. Nó cơm nóng lên liên tục. Tới giờ câu đẹp nóng lên ra đây nữa. Ở đây cái gì chiên mà thấy cái bộ ngon quá chú. Đây là cá xong cá bà sơn rồi cá lưỡng châu rồi cá dứa. À ba bốn thứ lộn xộn hả? Đúng là cá này là cá ở dưới sông.
cá với sông và sông cá. Dạ. Món này món gì nữa nè? Cái này là món đùi gà, gà chiên bột. Nó là ăn nó cái họng nó mặn 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 đó. Chiên bột. Với lại cái này. Bên đây là gà khìa ngọt ngọt. Bên đây là gà khìa ngọt ngọt. Ủa, cái mâm này là một. Mâm đây là gà chiên viên. Bên đây là gà khìa. Là có một loại gà một đó hả? Ờ, gà nhưng mà làm hai món, nhiều món lắm. Con thấy, đùi với lại này con tưởng đầu thịt heo chứ. Đùi gà, đùi gà chiên. Như vậy là ở đây có hai loại gà miếng với lại đùi gà chiên nè cô chú anh chị các bạn. À, phía bên đây là ớt xả ớt, bên đây là món ớt xả ớt. À, ớt xào xả ớt ha. Ớt xả ớt đúng rồi. Ồ, phía bên đây mâm này hấp dẫn quá nè. Đó là gà khìa đó, đúng rồi đó. Gà khìa luôn ha. Đây là tép tôm rau mặn. Tép tôm rau mặn. Còn đây là vịt kho khóm. Dịch kho khóm hả? Dịch kho khóm chứ không phải là dịch kho gừng ha. Kho khóm đúng rồi. Dịch kho khóm. Ở đây thì cũng có một cái sự khác biệt ha. Thường gừng nữa, của kho xả ớt gừng nữa. Bữa nay thay đổi như khẩu vị vậy đó. Ngày dạ. Cái này nó hơi lạ chú. Thường là con đi thường là con đi những cái quán ăn Bình Dân đó là dịch kho gừng không à? Đúng. Dạ. Như là qua là cũng kho gừng đó, bữa nay mình đổi lên nhưng đổi thay đổi vậy. Dạ. Nhưng bữa nấu mình chua, bữa nấu canh hủ qua hầm rồi mắc măng hầm canh hầm. Món cá mà cá chê chiên tư ăn nước mắm gừng. Dạ. Chê đó mà cá chê vàng á. Dạ. Thịt kho hộp vịt nè cô chú anh chị các bạn. À. Oh. Cô lên thêm thịt chiên này nha. Ba gọi chiên cô chú anh chị các bạn ơi. Mới chiên ra nóng hổi luôn. Này mình có ướp xả ớt hả cô? Đúng rồi, có xả ớt. Dạ. Miếng gì là một phần đó hả? Không có phần, hai miếng, hai miếng, ba miếng là. Dạ. Miếng nhỏ thì hai miếng mấy gì đó. Dạ. Đủ phần ăn hết. Cái ai ăn cái mình cắt ra vừa vừa mới ăn cho ta ha. Dạ. Đây là ba gọi kho với hột vịt nè cô chú anh chị các bạn. Trời ơi. Hấp dẫn quá ha. Gắt gắt tiêu lên quá hấp dẫn luôn rồi. Đây là canh chua cá gì vậy chú? Cá tra. À, cá tra ha. Vô hộp hay ăn tại chỗ gì cũng được nha. Rồi, vô chặt đúng rồi. Đó, một hộp là có đồ xào dạ, ha. Là đầy đủ với xào lại một phần đồ mặn gì đó. Đồ chim phải không? Rồi, thịt kho vịt đó. Được hai. Ở đây một phần mình bán nhiêu hay chú? 20. Như vậy là cái cháo 20 á. À. Dạ. Một phần đồ ăn mang về vậy là 20 đó ha. Còn cái bịch này là 5.000. Em trai mua thêm ha. Đây là một dĩa cũng 20 đó. Dĩa cũng 20 luôn nè. Ừ. À. Và khoảng 25 gì ơi, khoảng chưa qua bé tô hồi nãy nói đó. À. Anh hậu áo thịt kho vịt thôi đâu. Nếu mà ăn cơm dĩa thì 20. Nếu mà cơm phần thì 25. Ừ, như vậy là 20 rồi. Giữa dĩa và phần nó có sự khác biệt với nhau gì không chú? Là ăn bao no đó, là cơm bớt ngoài ngoài đó. Cơm ăn chén. Cơm phần thì ăn bao no. Ăn chén, đũa. À. Còn dĩa là ăn nghĩa. Đây nè. Như như vậy là có giá là 20.000 nè cô chú anh chị các bạn. À. Như vậy là mình có cho thêm chém sức nữa không con? Có đây 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 chém sức đây 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 có đây đó đó. Đó. Đó đó chị đó. Một cái phần mà thịt kho hộp vịt đó với chén súp với dĩa cơm như là 20.000 thôi, giá rất là bình dân luôn. Chú này chắc là khách mối của quán hả chú? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Ví dụ như người ta ăn dĩa cơm vậy rồi lỡ không no, người ta kêu dĩa cơm thêm mình tính nhiêu chú? 2.000 à. Dù anh có ăn mà không thấy cảm thấy lo, có dĩa cơm thêm 2.000 à.
Rồi, chúc chú ngon miệng nha. Đây phía trong bà cô đang làm thêm món gì nữa nè cô chú anh chị các bạn. Đang làm thêm gì hả cô? Hoa xào. À, củ hoa xào trứng. À, trứng để sẵn này ha. Ai có mua như 10 ngàn, 5 ngàn đó. Dạ. Thêm chứ không? Tính đổ vô hay vậy? Trứng này để cho ai làm trứng chiên. Trứng chiên hả? À, để trứng vô gòi hả? Rồi. Nhắc ra. Cái này là để cho bà con ăn kèm với ăn kèm với cái kia. Mình kêu với cơm 20, có thể mình kêu 5 ngàn, 10 ngàn gì đó. Dạ. Thì theo sức ăn của mình nó yếu. Wow. Hấp dẫn quá ha. Này gắt miếng tiêu lên nữa là xong. Còn chuẩn bị thêm món gì không cô? Còn trứng chiên nữa là xong hết. À, trứng chiên là xong ha. Thường một ngày mình khoảng bao nhiêu món lần ha? Chắc tầm bình thường tới 15 món đi. Dạ. Còn mấy bữa nhiều hơn ít hơn nhưng mà cũng không biết tùy theo bữa. 15 món là bao gồm có canh với đồ mặn, đồ đủ thứ luôn đó ha. Đủ luôn đó, cỡ tầm 15 món là thường xuyên, 15, dạ. 18 món. Canh ở đây chắc cô cũng 2-3 món thật canh thôi hả? Thường thường thì bán trong thì 2 món canh, còn nó lấy là 1 món, còn là canh chua gì đồ nào vậy đó. Dạ. Còn hả, canh hầm, canh hủ qua gì đó, đổi bữa vậy đó. Bữa thì hầm xương đó, bữa hầm hủ qua, tới mùa măng thì hầm măng. Đổi tới đổi lui ha. Đây là mặt bằng nhà mình luôn hả cô? Mặt bằng nhà. Dạ. Cô chú bán đây vậy là lâu chưa? Ra Tết này 12 năm. Dạ. Là mình chuyên về công phần thôi ha. À, công phần cũng dễ, hai đứa. Buổi sáng mình có bán gì không? Hồi xưa thì sáng có bán mà giờ lớn tuổi rồi nghỉ bớt rồi. Dạ. Bán nhiều quá à. Hồi xưa bán gì cô? Hồi xưa có bán gom sườn nướng với hủ tiếu. À. Thấy người mà bỏ hủ tiếu với sườn nướng rồi giờ quay quá công phần không vậy? Dạ. Bắt đầu rồi. Bác bán từ nay ra năm hết sức rồi. Ở đây cô bán buổi trưa không hả? À, bán buổi trưa, bán dài tới chiều vậy đó. À, chỉ là có công phần chiều luôn ha. À, chủ yếu là bán buổi sáng, rồi buổi chiều thì mình bán dài tới vậy đó. Dạ. Vậy đó. Bán nào hết đồ thôi, chiều thì bây giờ là lớn tuổi rồi cũng không có làm nữa. Hôm qua bữa sau làm đồ mới, làm khác đi đó. Mình là chảo trống dính hay vậy cô? Chảo đẹp quá ha. Trứng chiên nha cô chú anh chị các bạn. Cái này cô bán làm sao? Để 5 ngàn miếng. À, chia ra gọi trên ha. Cắt như là bánh pizza vậy đó. Một miếng là tiêu chuẩn là tính đó. Miếng 5 ngàn. Ở đây là thường bà con cô bác chuộng món gì nhất hay cô? Ba cái loại chiên đó, bây giờ đó. Nói dạ. Chung là món nào là như người ta cũng có chọn chứ. Tại vì cơm thật mà, bữa ăn món này, bữa ăn món kia cho đỡ ngát. Bữa ăn cá sông á, cá sông là mấy cá nhỏ nhỏ này. Cá sông là cá cơm đúng không? Ờ, cá đồng chiên nãy đó, cá mấy cá nhỏ nhỏ đó, cá sát cùng đó. Mấy cái đó là cá sông ha. Sáng chắc mình phải đi chợ sớm để mình mua mấy cá sông đó quá. Ở đây là cô đi chợ nào? Chợ Tân Hòa nè. Chợ Tân Hòa ha. Dạ. Tôi không có mua cái hàng muối đá đó, tôi mua cái hàng tư rồi. Dạ. Để mà đi mua được cá tươi đó là mình phải đi khoảng mấy giờ hay cô? Thì 5:30-6 giờ đi sáng, đi bình thường giống như đi chợ mình nha. Dạ. À, cô cắt chia ra như là bánh pizza vậy đó. Thấy cậu bộ hông đều hông ha. Ờ, cái dĩ nãy nó hơi dày trứng, nên nó dày, dĩ này nó hơi mỏng trứng, hả hơi mỏng. Dạ. Đó, vàng rồi đó cô chú anh chị bạn. Ồ,
rất thơm luôn nha. Cô chú anh chị các bạn xem video nhớ tặng cho em một like và một đăng ký kênh để cho em có nhiều động lực em chia sẻ nhiều video với cô chú anh chị hơn nha. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Cá tra kho lạc nè cô chú anh chị các bạn. Một khứa là một phần đó hả cô? Rất là hấp dẫn luôn nè cô chú anh chị các bạn. Rồi bắt đầu là vô cái giờ cơm rồi đó. Bà con mua đồ ăn đem về và dùng tại chỗ. Dạ. Lai gai, lai gai ha chú. Là 11 giờ mới vô tức 12 giờ. 11 giờ tới 12 giờ là cao điểm. Ủa chú là 45. 45 giờ chú là 45 đi. Ủa một hồi nãy là 2 hả là 40 với 5 ngàn cơm thêm là 45. À, có 5 ngàn cơm thêm ha. Dạ. Yeah. Chứ mà mua mà hộp đem về là 20 đó cô chú anh chị các bạn. Mua bạn thêm đó. Dạ. Thêm thì tính thêm, dạ. Có 2 hộp mà 60 ngàn cũng dạ. Tại ta mua đồ ăn thêm nhiều ha. Mấy gà 60 chục. Dạ. Đây cái hộp cơm mà đem về là mua đem về này cô chú anh chị bạn. Hộp cơm bà con cô bác mua đem về nè. Cô đây sẽ gấp một miếng đồ xào. Ăn món gì đó thì cô sẽ gấp theo thêm nha. Có cơm thêm nữa chút. Hỏi à. Nó hộp cơm như vậy đó. Với một bọc nước súp nữa là có 20 ngàn thôi đó cô chú anh chị các bạn. Giá cũng rất là bình dân luôn ha. Em thấy là hai miếng sườn cũng vừa vừa đó. Sắc nét. Ba hộp cơm vậy là 60 ngàn. 60 ngàn đúng rồi đó. Ba bịch chanh luôn. Ba muỗng, ba bịch mắm. Ba bịch nước mắm luôn. Ớt luôn. Ớt luôn. Bao gồm ớt luôn. Rồi ớt luôn. Rồi rồi. Có ha. Ớt dồn không? Ra ngoài dồn có dồn không? Đây nè. Đó là gọi là đó. Đập lên. Đó, rồi tấm lại. Rồi tấm lại ha. Rồi rồi. Rồi. À. Đó, à. Rồi. Con ớt có muỗng thì đủ trên tay kia. Đứng bên đây nhìn ông chú xới cơm nhìn thấy chuyên nghiệp quá. Mười mấy năm trong nghề hả chú? À. 12 năm trong nghề xới cơm rồi. Vậy là đầy đủ luôn đó. Dạ. Đó, bây giờ là đầy đủ các món hết trơn rồi đó cô chú anh chị các bạn. Cái món cá tra kho lạc này có bộ đắt quá à. Nãy em mới đem ra thôi, giờ còn có một khứa một nè cô chú anh chị. Ê, đứt. Rồi, rồi. Quá nhanh tay rồi. Kêu không kêu. Cãi đi. Ở đây mình bán một tầng đầy đủ các ngày không cô? Ờ, đầy đủ hai ngày chủ nhật nghỉ. À. Nghỉ ngày chủ nhật ha. Tết thường cô bán tới bữa mấy? Bữa 23, 21 Tết là nghỉ ngày. Dạ. Rồi tới 10 nữa bác lại.
Ồ. Nghỉ Tết cũng dài ha. Dạ. 3 tuần nữa nghỉ rồi, tới tháng 3 Tết nghỉ rồi. Anh nào cô chú anh chị bạn, thì nãy giờ em có review cái quán cơm phần Tuyền nằm trên đường Phạm Hữu Lầu của thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp đó. Ở đây em có kêu ra một dĩa cơm mà ở đây là em ăn là thịt vịt kho khóm mà cô chú anh chị bạn. Thường là những cái quán ăn bình dân đó thì vịt này người ta sẽ kho dưới gừng, mà ở đây thì cô với chú kho khóm cô chú anh chị bạn. Cô chú cũng có kho gừng nữa mà lâu lâu á, lâu lâu đổi tới đổi lui kho khóm đồ cho nó lạ lạ một tí bà con cô bác ăn. Thì một dĩa gì là có 20.000 đó cô chú anh chị bạn. Ở đây bán cơm phần nhưng mà mình kêu dĩa cũng bán cơm dĩa luôn nha. Thì một phần thì 25. Sự khác biệt giữa phần và dĩa đó là phần thì ăn bao no, mà dĩa thì ăn chỉ có gói gọn trong một dĩa cơm vậy thôi. Còn nếu mình không no đó, mình ăn cơm thêm đó, thì dĩa cơm thêm 2.000. Cũng khá là bình dân ha cô chú anh chị các bạn. Đây, cái gimbal của em nó muốn hư rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Đang quay nhiều khi nó muốn quẹo là nó quẹo đó. Đây để em chan miếng nước vịt kho khóm vô cơm thử cái nha. Rồi em mời cô chú anh chị các bạn nha. Cục thịt vịt kho khóm của cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị các bạn nha. Ồ. Rất là mềm luôn. Rất là mềm luôn. À, trên một cái dĩa cơm đó thì sẽ có một cái đồ xào ha. Ít đồ xào gì nè. Đậu que, cà gót. À, giờ này thì cũng vô cái giờ cao điểm rồi đó. Bà con cô bác lại dùng cơm với lại mua đồ ăn đem về cũng lai gai rồi đó cô chú anh chị bạn. Đây em ngồi chung bàn với hai ông anh nè ha. Ông anh đây cũng ăn vịt đó nè. Ông anh ăn vịt luôn hả? Chưa có vịt đi ăn canh. Ông anh này ông mới vô mới kêu à. Hai anh chắc còn ghé đây ăn quá. Ngày nào cũng ghé vậy hả? Không, là khách mới luôn rồi. Mình làm gần đây ha. Dĩa 25.000, có gì dĩa 20.000 cũng dễ ăn ha. Rồi video của em cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn cô chú anh chị các bạn trong những video tiếp theo nha. Cô chú anh chị các bạn nhớ ủng hộ kênh của em bằng cách tặng cho em một like và một đăng ký kênh trước khi rời đi nha. Em cảm ơn rất nhiều ạ.